Thừa nhận ông quan hệ rộng thật đấy. Này, tiếp theo còn cái tiết mục gì nữa không? Còn chứ, còn 99 phát đại bác nữa. Thế cơ à? Cứ đợi đấy. Chú, cho anh em nó bắn đại bác đi. Tâm 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 bùm. Tâm 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 tâm. Ôi giời. Đứng lên. Đứng lên ngay. Ông định làm nhục tôi à? Cho dừng đi. Sao? Sợ chứ? Sợ rồi. Chú, cho anh em nó dừng bắn đi. Tâm 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 tâm. Thế à? Được rồi, lát tôi xử lý thằng này nhá. Thôi, đi. Bà Sự ơi. Ôi, bác Tích đây à? Đã có tin gì của hai não chưa? Ôi trời ơi, có rồi bác ạ. Em đang định bảo là cho lũ Ngan ăn xong thì sang báo tin cho bác biết đây. Thế chưa nào? Cái ông, ôi trời ơi, sao cái xe của bác nó cứ hộc lên thế? Này, thấy ông trưởng ban ấy, ông ấy bảo là hại lão nhà mình đi đường rồi gây tai nạn ở tít tới cận là cầu cấm ý. Ôi trời ơi, bị dân người ta đánh cho một trận đau lắm. Không phải, em nhớ mà cái chuyện này thì không phải. Thế à? Thằng Tôn nhà cháu nhà ông Tích nhà tôi ấy, nó cũng biết chuyện thì là xuống tận nơi kiểm tra, chứ không phải đâu, cũng phải người nhà mình. Không phải à? Không phải. Thế tóm lại là hai lão ấy đi đâu? Ơ, hai ông Việt không? Ờ đúng rồi. Bà ơi, con tìm thấy hai ông rồi này. Bà ngoại và nội ơi, hai ông về đâu, này. Đâu, con? Đó, ông đây ạ. Đúng rồi. Ôi trời, ông Sự nhà em kia kìa. Ôi trời, bác ơi, hai ông đi này. Đi nói kìa. Trời ơi, đẹp thế. Ở ngoài chưa? Bác ơi, nhưng mà đây là ở đâu ấy nhỉ? Cái chỗ này như là bên nước ngoài thì phải. Nước ngoài á? Ôi trời ơi, đẹp thế. Trời ơi, ông Sự ơi, tôi đây này. Hơi ngoài quá cơ. Nhưng mà bác này, hai ông quay ra ở nước ngoài mà đi nhỉ? Thỉnh thoảng tôi cứ thấy ông Tích nhà tôi, ông bảo là ông chơi với cả tổng thống. Yeah. Mình lại cứ nghĩ là ông ấy nói phét nữa. Bảo làm sao mà các ông ấy cứ đòi khởi nghĩa. Dạ, chồng của ai chưa? Thế là chị em mình ấy toàn là trách nhầm hai lão đấy. Trách nhầm đấy. Ôi trời ơi, sao mà đẹp dai thế? Sao mà đẹp thế mà chứ? Ôi trời, cái gì này? Ôi bác ơi, sao bác nhìn đồ em đây, có phải con mượt không hả bác? Con nào? Có phải con mượt không? Con này không phải, con mượt nó đẹp hơn con này. Hả? Ôi dồi ôi, mặt này
mấy con này đẹp quá cơ. Ủa, da đẹp nhỉ, chân đẹp mà sao lại trắng lõa trắng lạ ra thế kia nhỉ. Rồi này, khổ quá cơ chứ lị, sắp mất chồng đến nơi rồi còn đẹp với đẽ gì. Ôi trời ơi, đúng rồi, mấy con chất bằm này mày bày chồng bà. Rồi ấy, bỏ ra. Thế bây giờ hai ông ấy về thì xử lý thế nào? Khoan đã, thằng kia. Dạ. Mày làm cái trò gì thế hả? Cháu đang truyền hình trực tiếp ạ. Ủa, thế truyền hình trực tiếp à? Giời ơi. Này, tao đã nói rồi nhé, chỉ được truyền hình trực tiếp cái phần lễ thôi. Dạ vâng. Còn phần hội, mày nhìn nó đang nhạy cảm như thế này mà mày lại truyền hình trực tiếp thì mày định giết ông à? Ờ. Hả? Cắt sóng. Dạ. Cắt sóng ngay. Biến ngay. Dạ. Khẩn trương nhá. Ừ, đi. Các anh phải hợp tác thì bọn em sẽ phục vụ các anh chu đáo. Em ơi, bọn anh vào hợp tác từ lâu rồi. Anh là chủ nhiệm, còn thằng này là phó chủ nhiệm. Em cứ thoải mái đi. Không sao thế? Sao tự nhiên lại dùng mình? Tôi hình như là tôi bị cảm lạnh. Cảm lạnh thì biết thừa rồi. Tuột xích rồi ấy gì. Tôi đã bảo rồi, để giữ cẩn thận, cuộc chơi này còn dài lắm. Ê, xuống đây các em, xuống đây. Bây giờ các anh quay lưng vào đây để em đi lúc nào. Rồi, quay lưng, ra đây. Sao thế? Tao làm gì đấy? Em gọi đầu cho anh. Đi, gọi đi. Gọi nhẹ nhàng thôi nhá. Cái gì đấy? Mời hai ngày lên bờ, hết giờ rồi ạ. Hết giờ là hết giờ thế nào? Dịch vụ của bọn tao là 3 tiếng đồng hồ cơ mà. Dạ, chúng tôi đã khuyến mại thêm nửa tiếng, tức là các ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi là 3 tiếng rưỡi rồi ạ. À, đang vui, cái thằng này hỏi láo, mất dạy. Tích, ông gọi ngay tổng thống của nó ra đây. Thôi, ông bình tĩnh, để tôi đàm phán nó. Này, thôi mày khuyến mại thêm cho bọn tao 30 phút nữa, được không? Nhá. Mời hai em đây. Ok. Ôi, em ơi, ở lại đây đi, này. Ê, sao mà không sờ vào hiện vật. Tôi xin lỗi. Đấy, bây giờ chúng tôi khuyến mại cho các ngài thêm nửa tiếng nữa nhá. Tắm đi. Bị điên à? Thế hai người đàn ông tắm với nhau. Vâng. Tôi lên đi ông ơi. Mất cả hứng gì thì. Ôi giời. Thôi, tình hình như thế nào? Có lẽ là chúng tôi thanh toán với các ngài ngay tại chỗ. Khổ quá cái ông này, một cười thật đấy. Ôi, ông là nhằng, giả tiền cho tôi còn về đi hoán lợn nữa. Ồ, cái thằng này một cười thật. Bọn này đã giả tiền tao đâu mà tôi lấy tiền tôi giả cho mày. Sao tưởng thằng này là tổng thống? Tôi không biết gì đâu. Tổng thống cái gì? Sếp đây à, thuê tôi đến đây đóng vai tổng thống, nghe chưa? Nói tóm lại là bây giờ các ông thanh toán tại đây thì nó rẻ, mà lên văn phòng thì nó đắt thêm 10%. Thanh toán ở đâu? Được rồi, bao nhiêu? Mày tính đi. Của các ông nhá. Tiền đón tiếp mới ở cái phần lễ là 25 triệu. Còn cái phần dâu của tôi là 25 triệu, tổng cộng là 50 triệu. Đi đi. Tiền dâu ở đâu mà này 25 triệu? Mày bị điên à? Khổ quá cái ông này, một cửa thì ông quên à? Cái lúc ông vào ông chẳng bảo tôi là vặt hết lông mồm đi, hết bao nhiêu tiền ông giả. Thế bây giờ tôi vặt hết rồi thì các ông phải giả tiền chứ. Thế dâu của mày bao tiền sợi? 100.000 một sợi. Tao không giả đấy, mày bị điên à? Điên thì 100.000 sợi dâu của mình. Security đâu? Security đâu? Dạ, báo cáo sếp của em. Nó chửi tao đây này. Mày chửi sếp tao à? Không, đâu. Là em có chửi gì sếp anh đâu. Em chỉ phân trần thôi mà em. Nói tóm lại có giả được không? Lấy đâu được tiền mà đâu giả, lòng tiền thôi. Gô cổ cả hai đứa nó lại. Ôi!
Ông mệt à? Mệt thì tôi không mệt, nhưng mà nó chỉ hơi khó thở thôi. Khó thở có nghĩa là mệt rồi còn gì nữa. Thôi ông nghỉ đi, để tôi xách cho. Ôi, để tôi xách được mà. Ông là còn phải lái xe mà, ông phải biết tiếc sức khỏe của mình chứ. Tiếc thì tôi không tiếc, nhưng tôi chỉ tiếc cái siêu xe của mình bây giờ lại trở thành xe chở phế liệu ông ạ. Mà anh em mình lao động ở đây được bao nhiêu lâu rồi ông nhỉ? Tôi không nhớ nữa, chắc độ tuần trăng không ạ. Thế cơ mà ông này, với sức của ông nhá, nếu lấp đầy cái hồ này mất khoảng bao nhiêu lâu? Cái hồ này phòng cũng phải trăm năm thì đầy hơn. Đến thì thế thì anh em mình chết mục dương ở đây à? Chết thì tôi không tiếc, nhưng mà tôi chỉ tiếc rằng cái giải thi đấu hoa hậu mở rộng của anh em mình thế là bị vỡ tan hoang hết cả. Rồi tất cả cũng là tại ông ấy. Tôi đặc biệt răng lành thì tự nhiên là rủ đi ăn đi chơi, mà nó đòi chơi ở cái nơi đỉnh cao của thế giới, tiền thì không có. Mình tôi hỏi ông, đây là đỉnh cao hay là vực sâu? Thôi ông đừng đay nghiến tôi nữa, tôi biết lỗi của tôi rồi. Giá như cuộc đời này mà nói phét cũng bị đánh thuế thì có lẽ anh em mình cũng không rơi vào cái hoàn cảnh nó lâm ly bi đát như thế này ông ạ. Tôi không hiểu nó bắt anh em mình lấp cái hồ này để làm cái gì chứ. Lấp cái hồ này à? À, chúng nó định cổ đông với tôi lấp cái hồ này để tôi xây cái sân vận động. Cổ đông với ông? Ừ. Để xây sân vận động chứ sao? Ông lại bắt đầu nói phét đấy. Tôi vừa nói thế à? Có gì đấy? Thôi thôi bạn đừng cáu nữa, tôi xin lỗi bạn, quen mồm đấy. Ôi trời ơi, mà không biết giờ này hai con mụ vợ mình ở nhà, nó thấy anh em mình lao động vất vả như thế này, nó có thương anh em mình không? Cô tóc cô lúa, không biết giờ này các con đang làm gì, các con có nhớ ông nội ông ngoại không? Tóc lúa ơi, nhưng ông có lỗi với các con. Tóc lúa ơi! Thôi, thôi, nghe tôi, đừng khóc nữa. Thôi nào, nín đi, đã bỏ thôi cơ mà. Đau, trời ơi, ông đừng khóc nữa. Ông khóc như thế này, tôi chảy hết cả nước mắt thế này. Cô Tóc ơi, này, đừng khóc nữa. Nghe tôi hỏi này, ông có biết bơi không? Biết. Biết à? Ừ nhỉ. Ông ơi, liệu không biết đã thoát chưa nhỉ? Thoát rồi, mình chạy xa vết rồi đấy. Giờ đến bố nó cũng chả đuổi được. Mày, anh em mình còn thoát được. Ở lại mà nó bắt xúc 50 tấn đất đổ xuống cái hồ thì anh em mình cũng trôn cái hồ luôn. Ông này, tự nhiên thấy khát nước quá. Nhìn thấy bọn ở bên kia nó uống nước mía mà mình tứa hết cả nước miếng rồi. Bây giờ mà được vụt mấy cốc nước mía thì oách nhỉ. Ông còn tiền không? Nhiều không có thì ít đầy. Đâu, đâu? Cái gì đây? Ấy trời ơi, hay quá, được giấu nhá. Gì đấy? Đây rồi, đúng là chẳng
chơi rồi. Tứ ơi, tìm thấy rồi, sang đây. Cái gì? Đây 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 đây, đây tìm thấy rồi. Đây ra đây. Ôi này. Bị vụt đấy nhá. Giờ nắn bấm lên là phang đấy nhá. Nào, ta đếm 1, 2, 3 là ta bóp cò đấy. 1, 2, ô, khiếp vô ra ba, ôi trời. Ôi trời, ông ơi, sao tự nhiên có con cô dâu ở đâu rơi vào đây này? Này, của ông à? Không, của ông à? À, hình như là của tôi đấy. Này, ôi trời, này, đưa tìm vào hậu tốt. Này, mặt con này nó toàn hóa chất, không ổn đâu. Thôi, thả nó xuống đi. Thả nào. À, của tôi thả. Cái gì đấy? À, hai bác cho cháu xin lại cô dâu vậy ạ. Cô dâu nào? À, đây ạ. À, vẫn cô dâu nào của mày? Đấy là của ông này nhé. Bà là nhằng đòn nhờ. Tích đừng giả. Cá vào ao nhà đứa nào cũng đưa ấy được. Đúng rồi, tránh cho tao vào tao đi đi. Rồi hai bác cho cháu xin lại vậy ạ. Không được là không được nhé. Ai? Có cái gì đấy? Hai thằng già này. Hả? Của ông à? Dạ. Dạ thưa anh, không phải của em ạ. Của ông à? Không. Không phải thì định làm gì đấy? Dạ, em xin lỗi. Thế thì của các anh thì... Thì các anh cứ nhặt ra đi chứ có vấn đề gì đâu. Tự nhiên em cứ nhảy vào xe của em. Trời vắt. Thôi, ông nhặt nó ra đi. Cầm ra. Bẩu lắm. Làng tao gái như thế này. Đẩy thì toàn hóa chất đi. Bẩu ấy. Vã. Đi không? Đi đâu? Chơi không? Đấu đầu à? Đấu đầu à? Cái loại như chúng ông này này thì nó mới hiếm nhá. Chứ còn cái loại như chúng mày ấy nhá, xã hội này đầy nhá. Hả? Tại sao người chỉ tôi? Tôi chỉ không bao giờ. Biết
Ui, ui, hết bà nó sang rồi. Ôi trời ơi, em xin thề bác ạ, bọn em không có ý định bỏ chạy đâu ạ, các bác tha mạng cho bọn em ạ. Dạ, dạ bác ơi, hai bác này, ngay sau đây bọn em sẽ quay lại chở đủ 50 tấn phế liệu như đã cam kết ạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, em xin thề bác ạ. Ơ kìa hai bác có phải là tích sự không nhở? À không, ở đây chả có ông nào tích công sự cả, không ạ, không ạ. Thôi ông ơi, đến nước này thì đừng có chối nữa, không thôi lại thêm tội đấy. Cứ khai thật đi để hai bác cái khoan hồng, bác nhỉ. Dạ, em là Tích, còn thằng này đúng là thằng Sự đấy ạ. Dạ. Ôi giời, thế thì may dạ. quá. Dạ, vâng. Chúng em là bên lò mổ. Dạ. Tiến tới là chúng em mở mấy cái trung tâm hoạn lợn. Chúng em muốn nhờ các bác mấy cái biển quảng cáo ở sân khấu thi hoa hậu của các bác đấy. Hả? Quảng cáo à? Vâng. Thế mà tại sao chúng mày lại đuổi chúng ông như đuổi phạm thế hả? À? Đâu, em có đuổi các bác đâu. Đấy là các bác tự chạy đấy chứ. Hả? Từ đầu như thế nào mà anh em mình lại chạy nhỉ? Như thế nào nhỉ? Không hiểu. Cặp mũi đang mài dao thế kia, chắc là anh em mình lên thớt rồi. Ừ. Bây giờ làm nào? Quay đầu chứ làm thế nào nữa? Nhưng quay đầu đi đâu? Anh em mình tạm lánh đi đâu đấy một vài năm, khi nào nó yên yên rồi ta tính tiếp ông ạ. Đi. Quý giời ơi. Đây rồi. Nó bé thôi. Sao? Nó bé thôi. Các bà đang mài dao. Tôi nhìn thấy hai ông thậm thụt lén lút về đầu làng, tôi phải bám theo ngay. Đi vào đây tôi trình bày ý tưởng này đi. Không được. Này, ông đừng có mà xui dại nhé. Sao? Bọn tôi vào để mà mất giống à? Đấy, thấy chưa? Yên tâm, tôi quan hệ với vợ hai ông hay lắm. Hả? Ừ, tôi can thiệp được. Đi. Quan hệ tốt à? Này, nhưng mà ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đi nhá. Bé bé cái mồm thôi. Nếu có thảm họa gì xảy ra, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đi. 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 Ôi giời. Đây. Tôi đã bắt được hai ông về để biếu các bà đây. Thôi. Giỏi nhỉ. Thôi. Lại còn dám rắc mặt về nhà hả? Thôi nào. Tuy rằng là các ông ấy có lỗi với các bà, cho nên là các ông ấy đã xin lỗi tôi rồi. Xin lỗi rồi. Thì vấn đề là người ta nhận ra lỗi thì thôi, thì cố chấp làm cái gì. Mà thôi đi. Như tôi đã bàn với các bà ấy, bây giờ tôi sẽ phổ biến cho các ông nhé. Tôi đã lĩnh hội cái format là hoa hậu mở rộng của các ông. Thế nhưng mà tôi đã sáng tạo đổi tên thành hoa hậu quê ta trong trang phục quê hương. Đấy. Úi giời ơi, chính quyền nhất trí, bà con ủng hộ mà thí sinh hồ hởi phấn khởi lắm. Ôi giời ơi, ông này phải công nhận là ông quá giỏi. Bọn tôi đang bấn loạn không biết giải quyết như thế nào. May mà công giúp. Mà cái này mới quan trọng đây này. Nhân tiện đây thì tôi cũng nói luôn. Tôi chính thức mời 4 vị ngồi cùng với tôi trong hội đồng ban giám khảo. Quý vị có nhất trí không? Ông có nhất trí không? Ý ông thế nào? Đến nước này thì tôi cũng bèn phải nhất trí thôi. Thì đã đến nước này thì tôi cũng bèn phải theo ông. Cái ông này lạ nhỉ. Thế bèn là bèn thế nào? Tóm lại là có nhất trí không? Nhất trí. Chỉ vỗ thôi.